Vâng, xin được mến chào quý anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Nguyễn Ô Tô, có địa chỉ salon ở 77 Phạm Hùng, đối diện với bến xe Mỹ Đình. Hôm nay mình có một cái lễ nhỏ để giao một chiếc xe nhỏ nhỏ cho một khách hàng cũng rất là nổi tiếng. Em ấy là một hot boy cũng rất đẹp trai và xin cảm ơn em rất là nhiều đã mang về 5 huy chương vàng cho đất nước qua các kỳ SEA Games. Em đây rất là giỏi giang, rất là đẹp trai nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã tin dùng và ủng hộ bên kênh Sơn Nguyễn Ô Tô, một chiếc xe rất là đẹp. Nát nữa thì mình sẽ review tất cả cho anh chị em các bạn nhé. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Sản phẩm nhỏ nhưng mà sản phẩm chất lượng. Cảm ơn em và chồng rất là nhiều. Đây, chụp luôn nhé. Hai đi, hai.